Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Mình là Thành Casi đây. Thì cũng khá là lâu rồi mình không có reaction Free Fire anh em ạ. Cho nên là ngày hôm nay thì mình sẽ quyết định quay trở lại để reaction Free Fire, giúp đỡ những bạn tài năng mới anh em nhá. Ok, và người ngày hôm nay mình reaction đó chính là bạn LQTFF. Thì trước khi vào video reaction ngày hôm nay, các bạn nhớ bấm cho mình một like và một lượt đăng ký kênh để mình có động lực reaction thật là nhiều những bạn tài năng mới anh em nhá. Ok, còn link của bạn LQTFF thì mình sẽ để dưới mô tả cho anh em nhá. Anh em qua xem video cảm thấy hay và thuyết phục đừng quên bấm like và đăng ký kênh cho bạn LQTFF nha. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào xem video của bạn LQTFF để xem bạn này bắn như thế nào anh em nha. Rồi, ok, let's go. Rồi, bấm cho bạn này một like nha anh em ơi. Cân 4, đơn giản, hiệu quả, không cầu kỳ. Ok, 2 like Free Fire. Yo, xem nào, xem cân 4 như thế nào nào. Tăng cái tiếng lên tí nhỉ. Rồi. À đúc. Cân 4 là cái thay. Cân 4 luôn anh em ạ, phần này phải cân 4 anh em, đồng độ nó hết rồi anh em. Ô, nghe như kiểu có giọng của cu ly ấy nhỉ. Để xem lại phải không nhỉ. Để mở cái tiếng to to tí anh em. À đúng rồi, đúng cu ly đây anh em ạ. Thanh niên này là, thanh niên này hình như là em trai của cu ly anh em ạ. Đấy, em trai của cu ly, nhưng mà không biết bắn có bằng cu ly hay không, hay là bắn hơn cu ly, thì chúng ta sẽ phải xem hết video ngày hôm nay thì chúng ta mới đánh giá được anh em nhá. Ok, để xem nào. Đấy, nốc 2 rồi anh em ơi. Pha này bắn hơi ảo nha anh em. Hình như là đang bắn. Đó, anh em thấy chưa, đang bắn cái thằng ngục đúng không? Đấy mà kéo bật phát bắn bắn vào đầu đằng kia anh em. Dù nó. Đù, hay đấy anh em mà xử lý được đấy. Mình like chờ chim trên kênh này mỗi ngày nha anh em. Rồi ok anh em ơi. Để xem nào, để xem nào. Cân 4 a đúp à? 1 này. Ấy, à, từ từ anh em, nhưng mà sao lại lên được cái nóc nhà này nhỉ? Ô, lên kiểu gì anh em nhỉ? Hay cái nóc nhà này lên kiểu gì nhỉ? Ui, nhảy xa thế. Quả này bắn đúp chuẩn nha anh em nha. Ây à. Hay được của nó đấy. Ghê ta. Ây à, điện giật anh em ạ. Quái đạn thật. Cái mic của mình nó giật anh em ạ. Ui, hay đấy. Thanh niên này xử lý tốt đấy anh em ạ. Hay, bạn này xử lý rất hay nha anh em nha. À đúc à. Nhưng mà đạn vừa rồi lại double kill nhỉ. Highlight thì ít ra là phải triple kill thì nó mới ok được anh em ạ. Con này xử lý hay nhỉ. Đấy. Con này không có tiếng game à. Ê, đây nha, nhắc nhở LQT nhá. Đây, có kiểu như là mình đã thấy hai pha là double kill rồi anh em đó. Pha này double kill với lại cái pha mà bắn đúp nữa. Thì mình nghĩ là những cái pha double kill như thế này không nên lấy vào highlight, tại vì nó không phải là highlight. Mấy cái pha double kill như vậy nó rất là bình thường. Highlight là phải cân 3 cân 4 thì mới được gọi là highlight. Cho nên là nếu mà LQT có xem được cái video reaction này của anh thì em nhớ là lần sau là đừng có lấy mấy cái đoạn double kill vào nhá. Ok chưa? Đấy, ok, xem tiếp nào. Highlight là phải cân 3 cân 4 anh em ạ. Nó mới gọi là highlight, double kill thì nó rất là bình thường. Đấy.
người ta xem highlight của mình là người ta xem những cái pha xử lý cân 3 cân 4 của mình cơ, chứ không phải là xem những pha cân 2. Đấy, cân 2 người ta cũng làm được mà đúng không? Đấy, cân 2 rất là đơn giản. Đấy. Cứ phải chip vào kill qua ra kill thì nó rất mới ok được. Đấy. Đây là góp ý cho LQT nhá. Đó, như pha vừa rồi cũng không được này. Như pha vừa rồi cũng không được này. Headshot luôn anh em. Phải cân 3, cân 4 chip bộ kill thì mới được nhá. Đấy, như pha này chắc là cân 4 rồi này. Đấy, hay. Đấy, cân 4 như này người ta mới gọi là highlight. Kéo tầm ghê đấy. Ra là bay đầu ấy. Mình thấy là LQT ấy, chủ yếu là xử lý anh em ạ. LQT xử lý rất hay luôn anh em. Đấy, như pha vừa rồi này anh em, LQT làm video có vẻ như làm rất là ẩu nha anh em nha. Đấy, đấy là góp ý để LQT có thể cải thiện hơn đây. Chỉ có bắn hai người gục mà ghép vào cái đoạn highlight thì tất nhiên là sẽ không được rồi. Đấy, đấy là góp ý nha. Góp ý để LQT có thể làm video chất lượng hơn. Mặc dù là kỹ năng của LQT là có đây anh em ạ, bắn rất hay nha anh em. Đấy, ra đạn là vào đầu này, xử lý rất hay. Mình phải công nhận là về cái phần xử lý của LQT là cực kỳ hay. Uầy, ba rồi, nốc ba rồi. Ui. Cuối cùng cũng qua ra kill. Được đấy. LQT xử lý cực kỳ hay anh em ạ. Thật, nó thật sự với anh em. Ui. Pha này hơi ảo nha. Pha này hơi ảo nha. Lục bạc này. Hay. Được. Phải công nhận là LQT xử lý hay thật anh em ạ. Bạn này có tài năng đấy anh em. Chẳng qua là làm highlight có mấy cái pha mà kiểu như cân 2 các thứ ấy, thì là không nên lấy vào thôi. Đấy là góp ý thôi, chứ còn kỹ năng của bạn này có thừa anh em ạ. Hay. Vậy áo đúc chuẩn đấy nha. Triple kill. Ô, hình như là pha này quên quay hay sao đúng không nhỉ? Đúng rồi, pha này một, đấy, hai thằng bắn gục hai rồi anh em ạ, bắn gục hai rồi mới quay anh em, thằng niên này quên quay. À, hình như đây bắn ở live của mình hay sao anh em ạ? Đấy, nghe giọng thằng nào quen đấy anh em. À, đúc rồi. Đấy, anh em thấy LQT xử lý cho anh em xử lý rất là tốt nha. Đó, hay đấy anh em, hay đấy. Xử lý rất tốt nha. Bay cái đầu. Mình chỉ tiếc cho LQT là có trong cái đoạn highlight này có vài cái pha mà cân 2 ấy, mà kiểu như nó không phải là highlight ấy, thì nó sẽ khiến cho cái video là không chưa được hay lắm thôi. Chứ thực ra là kỹ năng xử lý của LQT là có này anh em. Ui, có những cái đoạn highlight khác của LQT cực kỳ hay nha anh em nha, nhưng mà kiểu như bạn đấy lại kiểu như chưa biết làm video đấy anh em. Đấy. Uầy. Đây như cũng ở trên live của mình sao. LQT lâu lâu mà bạn đấy cũng vào live của mình bắn anh em ạ. Phải nói bạn đấy bắn rất là ghê luôn anh em. Chip ok này, xử lý rất hay luôn anh em. Đấy. Được đấy anh em ạ. LQT thì lúc bắn máu phun vàng và lúc thì bắn phun đỏ anh em ạ. Nhưng mà được cái thật sự là mình phải công nhận là LQT xử lý rất hay luôn anh em. Công nhận là xử lý cực kỳ tốt luôn anh em ạ. Mà bắn mà chơi game ấy có cái xử lý tốt ấy thì thực sự là cân 4 rất là dễ dàng luôn anh em. Đấy, rất hay nha anh em. Nhiều pha highlight là rất đẳng cấp đấy anh em ạ. Rất là chất lượng đấy. Pha này phải cân 4 rồi anh em, đồng nộ đốc hết rồi.
Ui ghê chưa. Rồi ăn một viên Hadouken rồi. Giấy chết rồi. Ui giời ơi, LQT ơi, sao pha này lại nốc thế này? nó còn quay chậm nữa chứ anh em, trời ơi. Về tổng quan thì LQT có kỹ năng anh em ạ. Còn cái cách làm highlight của LQT là chưa được hay. Có rất nhiều pha chất lượng. Và có... và... cái gì ấy? Anh em nghe thấy cái gì không anh em? Mình nghe thấy quảng cáo hay sao anh em ạ? Này, nghe đoạn này này. Đang ghép nhạc như có quảng cáo hay sao ấy? Không phải. Mì khay vi phong nhé. Đấy. Cái gì mì khay vi phong nhé đấy anh em ạ. Hình như là đang ghép nhạc là bị đấu hài trên live à. Ok, xem đến đây thôi anh em ạ. Đấy, nói chung là về tổng quan thì là LQT có kỹ năng. Nhưng mà mỗi tội là LQT làm highlight là kiểu như là chưa biết cách làm thôi anh em ạ. Chưa biết cách làm highlight chứ không phải là bạn này không có kỹ năng. Rất nhiều pha cân 3, cân 4 của bạn này xử lý rất hay và bắn rất là tốt anh em ạ. Nhưng mà có mỗi cái là bạn ấy hay ghép. Mình thấy là trong đoạn video của bạn này cũng có rất là khá là nhiều pha là cân 2 này. Đấy, cân 2 hoặc là kiểu như bắn chỉ cùng 2 người đấy. Thì thực sự đấy là không phải là highlight. Nên là hy vọng là nếu mà LQT có xem được video này của anh nhá, nhớ là cải thiện về những cái đấy để người ta có thể là người ta ủng hộ cho mình. Đấy, tại vì người ta thấy là mình làm video mình có cố gắng ấy. Tại vì anh nghĩ là em ghép những cái đoạn mà kiểu như cân 2 vào ấy thì để kiểu video nó dài hơn. Thì anh biết cái điều đấy nhưng mà không nên làm như vậy. Mình cứ phải làm cân 3, cân 4 up lên kênh thì người ta mới ủng hộ cho mình. Đấy, giống như là cu lì đấy đúng không? Đấy, cu lì làm video thì không có fan nào cân 2 cả. Cùng lắm là cân 3 thôi mà đa số là sẽ là cân 4. Đấy thì là cái lượng người theo dõi cu lì rất là nhiều đúng không? Đấy, tại vì bạn ấy làm video vừa chất lượng lại vừa cố gắng. Đấy thì tất nhiên là người ta sẽ ủng hộ cho bạn ấy rồi. Đấy, ok, thì cái đoạn video reaction của mình đến đây là kết thúc anh em nhá. Nếu mà anh em thấy bạn nào có tài năng, anh em nhớ là comment ở bên dưới cho mình biết để mình reaction bạn đấy nhá. Ok, còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video tiếp theo nhá. Bye bye các bạn.